Đó là năm 1231. Đội quân Mông Cổ đã xâm lược tỉnh Trung Đông ở phía Bắc. Người dân Trung Quốc đã vô cùng khốn đốn. Nhiều người yêu nước đã tham gia chống giặc ngoại xâm để cứu dân. Nhưng đó là một trận chiến kéo dài và đầy khốc liệt. Hoàng đại sư đã trở về. Thật không? Thật, người đã trở về an toàn, đang ở trong chùa. Đi gặp ông ấy đi. Vâng, nghỉ ngơi đi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Đi thôi. Anh là ai? Sao anh không trả lời? Anh ta không thể nói. Anh ta bị câm, nhưng tôi thì không. Anh không giống người Trung Quốc, nhìn như người Mông Cổ vậy. Bởi vì tôi là người Mông Cổ. Tôi đến đây để gặp Hoàng Đại Sư. Tôi muốn trở thành môn đệ của ông ấy. Xin hãy hướng dẫn tôi. A Di Đà Phật. Ta đã đi xa nơi này gần một năm. Các con đã luyện tập công phu đến đâu rồi? Chúng con đã đủ mạnh để có thể bảo vệ ngôi chùa khỏi tai bọn Mông Cổ. Lũ đần, tất cả các con, hãy nói ta biết, các con thực sự nghĩ vậy à? Chỉ có một thứ đáng để bảo vệ là ngôi chùa này thôi sao? Vậy thầy kỳ vọng gì hơn ở chúng con à? Nhiều hơn như vậy, người Mông Cổ đã cướp đi phần đất của đất nước chúng ta. Chúng ta phải học để cứu những người đang gặp khổ nạn. Công phu của chúng ta cũng phát triển đủ mạnh để làm điều đó. Để ta kiểm tra xem. Ai muốn biểu diễn cho ta xem trước?
Ai trong số các con đã sẵn sàng? Làm ơn dạy chúng con học kỹ năng của thầy. Lũ ngốc, con đã bỏ phí một năm qua, không hề tiến bộ chút nào. Công lực của con quá yếu. Làm thế nào ta có thể lãnh đạo một cuộc nổi dậy với những người như con? Sư huynh, gì vậy? Đệ không nghĩ là chúng ta có thể lấy tượng Phật. Sao huynh lại nghĩ như vậy? Nhà sư già đã cho chúng ta thấy bức tượng Phật bằng vàng ở đâu? Chúng ta sẽ không lấy nó, chỉ cần ông ấy còn sống.
Trong thời gian ta rời xa chốn này, ta đã nhìn thấy được sự thay đổi. Ta đã nhận ra điều đó. Quân xâm lược Mông Cổ có kế hoạch gì? Họ lên kế hoạch để phá hủy đất nước của chúng ta. Ta nghĩ là họ đã ở trong đất nước này rồi. Họ chỉ chờ thời cơ đến để tiến hành xâm lược thôi. Chúng ta phải làm gì đây? Các con à, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ mảnh đất của ông cha mình. Nghe đây, tượng Phật này làm bằng vàng nguyên chất. Ta sẽ dùng nó để làm vũ khí, tập trung hết tất cả các nhà sư của đất nước vĩ đại này lại. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau khi thời điểm cận kề. Khi không một ai biết về bức tượng này, nên hãy giữ lấy bí mật, vì nếu bị phát hiện, có thể mang đến một tai họa lớn. Dừng lại đi. Anh cần điều gì ở tôi? Anh để tôi qua, đừng cản đường tôi. Anh bị câm à? Chờ đã. Tôi muốn cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên điều anh đã làm cho tôi.
Để anh ta ngồi xuống đi. Anh đến trễ, thức ăn hết mất rồi. Anh phải đợi thôi. Không, chẳng có gì cho anh hết. Đuổi anh ta đi. Lỗi của anh là đã về quá trễ. Anh không nên vi phạm luật lệ như vậy. Nó làm tôi cảm thấy anh không tôn trọng luật lệ chút nào. Đạo luật tốt nhất là cho kẻ đói khát được no nê. Đừng bao giờ về trễ nữa. Này, này, uống với tôi chút đi, được không hả? Để cẩn thận một chút đi, được không? Đừng có phá hỏng kế hoạch của chúng ta chứ. Ta uống để hạ quả. Hai người làm ăn chậm chạp quá. Để anh nói đúng, chúng ta phải cởi bỏ mấy chiếc cà sa này và hưởng thụ cuộc sống thôi. Có người nghe được đó. Làm sao ta có thể tha thứ cho anh được hả? Huynh à, đừng làm như vậy. Nhưng hắn đã biết bí mật của chúng ta. Anh ta bị câm mà. Anh ta không nghe được đâu. Gặp nhau ở chỗ Phật giàn. Dừng lại đi. Ta chưa bao giờ nghĩ các con sẽ phản bội ta. Sư phụ, chúng con không có. Sư phụ, chúng con đang tập luyện bên ngoài thì có một ánh sáng từ đây phát ra. Chúng con lập tức chạy vào động để tìm nó. Có ai đã cố gắng di chuyển bức tượng Phật? Chúng con chỉ cố gắng trả nó về vị trí cũ. Chúng con phải làm sao thì sư phụ mới tin? Thật khó tin. Các con đang nói dối. Con thề đó, chúng con vô tội. Chứng minh đi. Các con tìm ra thủ phạm cho ta để chứng minh mình vô tội. Thầy có thể đặt niềm tin nơi chúng con. Được rồi,
Đây không còn là nơi an toàn nữa. Các con chuyển tượng Phật vào phòng ta. Tống khứ lão sư đi, được không hả? Đừng có vội vàng hấp tấp. Chúng ta làm sao có thể tìm ra thủ phạm khi chúng ta chính là người làm sai chuyện đó? Chúng ta không đánh lại lão ấy. Lão ấy quá điêu luyện. Hay là mình khử ông ta lúc ông ngủ đi. Đôi tai chết tiệt của lão ta, chúng có bao giờ ngủ đâu. Lão ta sẽ khám phá ra kế hoạch của chúng ta mất. Chúng ta phải làm gì đó. Tôi có một diệu kế đây. Mày, Ha Cha Xe phải chết. Dường như mày đã biết hết kế hoạch của tụi tao. Mày là một con chiên bé nhỏ. Ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi sẽ không dùng sông phi cước để đấu với ta chứ hả? Các ngươi nghĩ ta tới đây làm gì? Ta tới để lấy Phật vàng. Sao chúng ta không bắt tay để chiếm Phật vàng và chùa vàng chứ hả? Sao hả? Nếu bị ta đánh bại, các ngươi sẽ theo ta chứ? Mày tới số rồi. Quỳnh thắng rồi. Đứng lên đi, trên chính đôi chân của mình. Giờ thì anh là đại ca của chúng tôi. Ta đến đây trên danh nghĩa đầu đệ của Hoàng Đại Sư để trộm tượng Phật vàng. Nhưng công phu của lão ta thì bất khả chiến bại. Ta biết. Nhưng với sự giúp đỡ của các huynh đệ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù tôi là người Mông Cổ, không có lý do gì chúng ta không thể kết nghĩa huynh đệ. Giờ thì người Mông Cổ đang thống trị cả thế giới. Hãy biến cái chùa này trở thành sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cần lập ra kế hoạch rõ ràng để trộm Phật vàng. Nhưng đại ca, Hoàng Đại Sư đang nghi ngờ tụi đệ. Chúng ta nên làm gì đây? Phải, các huynh đệ, theo ta đi. Các huynh đệ đang đi đâu vậy? Có việc quan trọng cần gặp Hoàng Đại Sư. Mọi người vào đi. Chính Lương Tôn là kẻ muốn trộm Phật vàng.
Chúng con không nghĩ cậu ta bị câm điếc. Cậu ta là gián điệp. Vậy, cho ta hỏi, điều gì khiến các con suy nghĩ như vậy? Chúng con có lý do của mình, và chúng con sẽ chứng minh điều đó vào đêm nay. Tên gián điệp kia, thằng khố sách áo ôm. Nếu cậu ta không phải là gián điệp, tại sao phải giả câm vào ban ngày chứ, và luôn luyện công phu vào ban đêm? Thật là gian trá. Thầy có nghĩ khả năng người Mông Cổ đã biết kế hoạch về cuộc nổi dậy của chúng ta, nên đã cho hắn ta xâm nhập vào đây để làm gián điệp? Mang hắn quăng ra khỏi chùa đi. Mày đáng ghét lắm, nhưng một trong những điều răn của Phật dạy là chớ giết người. Không thì tụi tao đã giết chết mày. Lương Tôn, đợi đã. Lương Tôn, Lương Tôn, huynh là gián điệp thật à? Chùa của chúng ta sắp sụp đổ rồi. Đầu Phật sẽ bị chặt xuống, Hoàng Đại Sư sẽ chết, trong chùa rồi sẽ có mùi của thịt, và có cả con gái, họ sẽ đùa cợt ở đó. Ăn nói tào lao. Tôi đến đây để cố gắng giúp huynh, nhưng huynh còn không bằng loài cầm thú. Huynh là một nỗi ô nhục. Hãy để tôi đi. Để tôi đi. Mm-hmm.
Cút ra khỏi đây ngay. Đệ vẫn còn sợ hắn. Đại ca, hắn là bất khả chiến bại. Nhưng hắn không thể đấu lại với phong thủ của ta. Phong thủ của huynh, ta có thể tung chưởng nhờ sức gió và dùng nó để điểm quyệt. Toàn bộ lực của cơ thể đều không phát huy được. Gặp lại quân ở đây thì tốt quá. Quân đói rồi. Cũng quên đi. Tiểu nhị, đến đây. Đây, con ngốc này. Chúng ta không có bố thí thức ăn. Đi về quán. Không có mắt nhìn đường à? Này, hắn bị làm sao vậy? Nhìn mắt cười quá đi. Tôi không biết. Quỳnh đã về rồi. Bà đóng củi xuống đây đi. 3 đồng. Này, quay lại đây. Tiền dư của tôi. Tôi nói với cô sao hả, chó cái? Thôi đi, đồ đần. Nghe này, tao biết mày muốn ăn, muốn uống miễn phí chứ gì. Mày đang làm gì vậy? Người đâu, đến đây ngay. Đến đây. Cho nó một bài học nhớ đời. Ah!
Ông chủ, làm ơn, tha cho huynh ấy đi. Tất cả là lỗi của tôi. Chạy thôi. Chặn chúng lại. Chặn hắn lại. Đừng để hắn chạy thoát. Đừng để hắn chạy thoát. Chúng ta có vài chuyện muốn thỏa thuận với ông. Nói ta nghe. Nếu ông muốn bảo toàn mạng sống, gia Phật dành ra đây. Tụi mày mơ à? Ông có muốn xem phong thủ của tôi không? Mặc dù ta già, nhưng không yếu. Các người khùng hết rồi hả? Sao các người dám? Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Phong thủ của huynh là bất khả chiến bại hả? Ta vẫn chưa giết ông đâu. Khai Sa Mao, dấu Phật vàng ở đâu hả? Chùa Hổ Vàng. Kể từ giờ trở đi, ta là sư trụ trì ở đây. Hãy tuân phục ta và cho ta thấy sự tôn kính của các người, thì ta sẽ cho các ngươi sự giàu sang.
Sao cô có quyển sách tốt như vậy chứ? Cha của tôi đã đưa nó cho tôi trước khi ông qua đời. Đây là một cuốn sách có giá trị. Nó là bí kíp võ công bất khả chiến bại. Nó giải thích bí mật kỹ thuật của quả quyền. Quả quyền phải. Và ông ấy nói đó là bí mật giúp người luyện công sử dụng năng lượng mặt trời. Để làm chủ quả quyền thì ta phải trải qua khổ luyện. Tôi không sợ, tôi biết. Nhưng ông ấy đã không thể hoàn thành nó. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nó. Cái gì? Huynh, để báo thù tôi cần phải làm chủ quả quyền. Bởi vì đây là cách duy nhất đánh bại được phong thủ của Hasache. Vậy huynh, huynh không hề bị câm phải không? A Linh, hãy tha thứ cho tôi. Tôi phải giả vờ để thực hiện kế hoạch của mình. Người đàn ông tên Hasache muốn phá hủy chùa. Hắn đã giết cha của tôi. Vậy nên tôi đã theo dõi hắn ta giống như hình với bóng. Nhưng tôi nhận ra rằng mình chưa đủ trình độ đánh bại được hắn ta. Tôi đã trở thành môn đệ của Hoàng Đại Sư. Chờ đã. Xuống địa ngục đi, đồ ngu. Đó là cách mà chúng ta tiếp đón mày đó. Heh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 
Con của ai vậy? Đây là đứa trẻ mồ côi. Huynh đã tìm thấy gì rồi? Chùa vàng còn tệ hơn địa ngục. Hà Cha Xe đã nắm quyền điều khiển mọi thứ. Đây, chăm sóc đứa trẻ này. Tôi phải đến đó một chuyến. Lương Tôn, tôi phải đem hết bọn chúng ra khỏi ngôi chùa. Lương Tôn, mình anh đi chiến đấu với bọn chúng thì rất là nguy hiểm. Tôi phải làm điều đó. Tôi đã mắc nợ ngôi chùa đó rất nhiều. Họ từng cho tôi nơi ăn chốn ở. Một lũ ăn hại. Đi tìm Phật vàng đi. Phải, chúng ta phải lấy lại chúng. Trong hôm nay, bằng bất cứ giá nào. Đúng là vô tích sự. Nói đi, Phật vàng ở đâu rồi? Mày không có quyền có nó. Tao sẽ không bao giờ cho mày biết. Mày muốn chết hả? Sống hay chết? Chỉ có trời mới có quyền quyết định. Sư phụ, thức dậy đi. Là xíu à, còn đến để cứu thầy. Thời khắc cuối cùng của ta đã điểm. Thầy không thể chết. Không có thầy, ngôi chùa sẽ thành ra thế nào? Võ công của Ha Cha Ye quả là cao thủ. Chỉ có tôn giảng mới có được khả năng đánh bại phong thủ. Ta hy vọng vậy. Chúng ta cần phải tìm tôn giảng để cứu ngôi chùa. Năn nỉ anh ta trở lại để bảo vệ Đức Phật. Sư phụ. Nghe đây, từ giờ trở đi, con là đại sư trụ trì ở đây. Làm ơn phục vụ cho tốt. Sư phụ, Phật vàng đâu rồi? Sư phụ. Sư phụ, xin hãy rủ lòng từ bi. Xin hãy rủ lòng từ bi.
xin hãy rủ lòng từ bi. Xin hãy rủ lòng từ bi. Xin hãy rủ lòng từ bi. Ngươi là Đại Sư Siêu, đến từ Chùa Vàng hả? Phải, ngươi là ai? Tôi thỉnh thoảng cũng lui tới đó. A-di-đà Phật. Đi thôi, kiếm cái gì ăn đã. Đi hướng này này. Mời vào, mời vào. Hân hạnh được đón tiếp. Mời đi lối này. Ở đây, ngồi bàn này. Đây, quý khách muốn dùng gì à? Cho một phần cơm chay. À, dĩ nhiên rồi. Người có đói không? Có, cảm ơn. Cho tôi biết sự thật về ngôi chùa đi. Dân, Hoàng Đại Sư đã qua đời. Nó giống như là ngày tận thế vậy. Tôi đang đi tìm người có thể cứu lấy ngôi chùa. Ai? Ông đã bao giờ nghe nói tới Tôn Giảng chưa? Tôn Giảng à? Cũng hơn một tháng rồi. Tôi tìm ông ấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi. Nhanh lên đi thôi. Này, đó là Đại Sư Lỗ à? Hắn ta thực sự là một tên cướp người Mông Cổ, đang cố ăn trộm Phật vàng. Trời ơi, trời sẽ phạt hắn ta. Ngươi, sao đây mau? Dân, thưa ngài. Món ăn hôm nay có gì? Thịt nai tươi, thưa ngài. Và rất là nhiều sâu tiền. Người nói sao? Tiền. Tôi không có tiền. Tôi chỉ có thịt nai. Không có tiền à? Bay đâu? Lão này nói láo. Cần phải dạy cho lão một bài học. Không, không. Cứu, cứu, cứu tôi với. Cứu với. Cứu tôi với. Tôi không có tiền. Tôi không có mà. Tha cho tôi đi. Không, không. Tôi không có tiền, tôi thề đó. Làm ơn, giúp tôi với. Dân, tiền của tôi đây, lấy hết đi. Tài của tôi, ôi không, trời ơi. Lũ khốn nạn, bọn nó là như vậy đó. Khốn kiếp thật. Không sớm thì muộn họ sẽ bắt đầu cướp bóc toàn bộ ngôi làng. Khi nãy người nói tên của ông ta là gì? Tôn Giảng à? Dân, Tôn Giảng. Sao vậy? Ông nghĩ ra được điều gì à? Tôn Giảng. À, tôi biết ông ta. Ông ấy là người đã bắt đầu cuộc chiến chống lại quân Mông Cổ. Đúng rồi. Ông có thể tìm ra ông ta không? Tôi biết ngọn núi nơi mà ông ấy ẩn náu, nhưng tôi không biết chính xác là ở đâu. Tôi sẽ đi tìm xung quanh ngọn núi. Hy vọng hôm nay sẽ săn được một con nai. Hãy cẩn thận, đừng để mấy con thú hoang dã làm thịt nó. Cô ở nhà một mình có được không? Đừng có lo, tôi có thể sử dụng thuật phóng dao của mình mà.
Tôn Giản, Tôn Giản, ổn rồi, huynh được an toàn rồi đó. Tôi đang ở đâu đây? Huynh vừa gọi Tôn Giản à? Tôi tìm ông ta ở khắp mọi nơi. Cô biết ông ta chứ? Ông ấy từng sống ở đây. Này, nói tôi biết. Ông ấy là... Tôi là con gái của ông ấy. Vậy thì ông ấy đang ở đâu? Cha của tôi đã qua đời rồi. Những người Mông Cổ đã sát hại ông ấy. Gì chứ? Những người Mông Cổ đã sát hại ông ấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mang đến cho huynh một chút thảo dược. Sư phụ, Hoàng sư phụ, cứu tôi. Hả? Sư phụ, sư phụ, Hoàng sư phụ. Từ khi tôi giả vờ bị điếc để đi theo hắn ta, hắn ta đã giết rất nhiều người, nhưng hắn ta chưa từng nghi ngờ tôi. Trong khi tôi có thể học võ công của hắn ta, nhưng mà không có cách nào để học phong thủ của cậu ta. Võ công của tôi chưa đủ để hạ gục Ha Cha Du, nên giờ tôi chưa biết mình nên làm gì cả. Tôn Lương, huynh có muốn báo thù cho Hoàng sư phụ không? Và báo thù cho cha của huynh nữa. Tôn Lương, A Linh, cô vẫn chưa đốt nó đi à? Cha của tôi, khi ông đưa nó cho tôi, ông nói là thật sai lầm khi học bí kíp này. Bí mật của quả quyền dành cho kẻ muốn báo thù riêng. Tôn Lương, anh muốn học quả quyền để trả thù cho cha mình. Vậy nên tôi sẽ đưa nó cho huynh. Tôi muốn huynh phải học nó để lấy lại ngôi chùa. Thank you.
Xíu à. Hoàng sư phụ, hãy tráo Phật vàng ở trong chùa cho ta. Nó đâu? Làm sao con biết? Ta tin con biết nó đâu. Sư phụ, quỳ xuống. Người anh em, thật là vinh hạnh khi quân ở đây. Và ta rất vui khi nhìn thấy những điều mà các quân đã làm. Cảm ơn. Đây chính là đám đệ tử của tôi. Chúng tôi đã được nghe danh tiếng của quân, rất hân hạnh được đón tiếp. Các quân đệ, mở tiệc ăn mừng thôi. Mời đi lối này. Thằng Câm đến để tiêu diệt chúng ta. Gì chứ? Tống khứ hắn đi. Dân. Oh!
Hajaze, giờ thì tới lượt mày và phong thủ của mày. Mày chán sống rồi hả? Mày sẽ sớm có câu trả lời thôi. Ah!
Hà Cha Xe, hôm nay tay ta đã đẫm máu rồi. Chúng ta sẽ đấu lại với nhau vào sáng mai đi. Không có vấn đề gì, trước sau về mày cũng chết. Hà Cha Xe, hôm nay tay ta đã đẫm máu rồi. Chúng ta sẽ đấu lại với nhau vào sáng mai đi. Không có vấn đề gì, trước sau về mày cũng chết. Sao huynh lại không đánh hắn? Quả quyền của tôi sẽ không thể thực hiện được khi không có năng lượng mặt trời, nên tôi phải hẹn lại vào sáng mai. Vậy nếu mai trời lại nhiều mây thì sao đây? Vậy thì thuận theo ý trời đi. Đại sư, trời âm u, còn mặt trời thì sao? Mây dày đặc, mặt trời không thể chiếu soi. Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể cố gắng ngăn chặn hắn ta. Đây, nàng chăm sóc đứa nhỏ. Lương Tôn, đừng có đi. Ta phải đi. Không có mặt trời, huynh sẽ chết đó. Chúng ta không thể né tránh mãi được. Cho dù nếu chúng ta sợ hãi, you
Lương Tôn, Lương Tôn, Lương Tôn, Lương Tôn, Lương Tôn, Lương Tôn, Lương Tôn.